khoe liền, khoe liền. Trời ơi, người đẹp này ngoài ngành dược ra nha cả nhà. À, vậy nếu như vậy là phải gọi đây là dược sĩ rồi. Dược sĩ Quỳnh Lập mới vừa hoàn thành chứng chỉ nha cả nhà. Dẹp cái này qua cho tôi cái coi. Đây, trời ơi, chứng chỉ luôn nè cả nhà. Cả nhà mình ơi, trời ơi, đây, chứng chỉ ha. Quỳnh Thị Lập nè, ha, cái gì đâu? Chăm sóc sắc đẹp. Đây, hoàn thành cái chương trình. Đã hoàn thành chương trình chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật chăm sóc da luôn. Trời ơi, quá trời xuất sắc. 8.600 người ơi. À, quý khách hàng của Nhật Kim Anh ơi, à, hiện bây giờ Quỳnh Lập đang là một dược sĩ và mới vừa hoàn thành xong chứng chỉ luôn. Một lớp chăm sóc cũng như là kỹ năng là giúp cho cái da của các chị em mình, cải thiện cái da của chị em mình tuyệt vời hơn. Thì còn gì bằng nữa, cả nhà mình gọi điện thoại liền qua số điện thoại 0906 617 025. Đây là số điện thoại của Quỳnh Lập, và những ai muốn làm đại lý trên toàn quốc thì cũng có thể liên hệ với Quỳnh Lập để Quỳnh Lập có thể tư vấn cũng như là giúp cho các chị em mình sẽ đẹp hơn, cải thiện hơn về cái làn da của mình. Và dĩ nhiên cả nhà mình cũng biết rồi, cảm ơn 8.732 người đang coi cái livestream này của Nhật Kim Anh. Cả nhà mình hãy chia sẻ livestream liền để cuối livestream Kim Anh sẽ tặng quà nha. Hôm nay Kim Anh khai trương cửa hàng thứ 45 trong hệ thống mỹ phẩm Laura Sunshine, và nàng Huỳnh Lập, một dược sĩ nha cả nhà. Dược sĩ thì hầu như người ta rất là am hiểu về da và rất là giỏi về những cái thành phần ở trong những mỹ phẩm để có thể tư vấn cho cả nhà mình cải thiện cái làn da của mình như thế nào. Cho nên cả nhà mình liên hệ liền số điện thoại này để được dược sĩ Huỳnh Lập tư vấn cho cả nhà mình nha. Số điện thoại 0906 617 025. Và đây là cửa hàng thứ 3, chi nhánh thứ 3 của Huỳnh Lập rồi. Chi nhánh thứ nhất là ở đâu nè? Số 71, đường 61, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Nhánh thứ 2 là nhánh tại số 65 Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rồi, chi nhánh thứ 3 là ở đây. Ngọc Đá 6C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Đó, thấy chưa? Và sắp tới cuối tháng 6 này thì mình Lập sẽ khai trương chi nhánh thứ 4, bật mí luôn, là tại số 7 đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Các bạn ơi, fan Nhật Kim Anh ở tỉnh Tiền Giang hãy đến ngay nha các bạn. Cả nhà mình biết không, thật ra Quỳnh Lập là có 4 chi nhánh, nhưng mà tại vì chị Tành Nàng là nhà phân phối độc quyền ở tại tỉnh Long An, vì vậy cho nên ở tại tỉnh Long An thì Kim Anh sẽ xuống cửa hàng được, còn những tỉnh khác thì chỉ sợ là Kim Anh không xuống được. Vì vậy cho nên là cả nhà mình nhớ địa chỉ nha. 4 cửa hàng này đều là của Quỳnh Lập hết. Và cửa hàng thứ tư này hình như Kim Anh cũng có xuống rồi không? Dạ có. À, xuống vào ngày mấy nhờ? Dạ 30 tháng 6. 30 tháng 6 nha. 30 tháng 6 thì Kim Anh sẽ khai trương thêm một cửa hàng nữa của Quỳnh Lập đó. Và cả nhà mình nhớ dùm Kim Anh nha, tất cả mỹ phẩm của Laura Sunshine đều có mặt ở tại cửa hàng số 106C, khu vực 3 thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Tỉnh Long An. Cảm ơn 8.531 người đang coi cái livestream này của Nhật Kim Anh nha. Thật ra thì không có chị em nào xấu cả, chỉ có chị em phụ nữ mình không biết làm đẹp cho bản thân mình thôi. Và cả nhà mình nhớ nha, và lúc nào đây, đây, nhìn nàng đây. Đó, cả nhà mình nếu mà có theo dõi Quỳnh Lập á, sẽ thấy được những hình ảnh trước đây của nàng. Đó, nàng không có được tươi và xinh đẹp như vậy đâu. Nhưng mà từ ngày mà sử dụng Laura Sunshine, rồi từ ngày mà bắt đầu, có nghĩa là lúc đầu thì nàng cũng giống như những nhà phân phối khác là cũng nghi ngờ lắm. Tại vì có rất là nhiều sản phẩm, có rất là nhiều mỹ phẩm trên thị trường, đúng không? Rất là nhiều trôi nổi, và thậm chí là da của nàng á, rất là nhiều thứ. Còn ngày hôm nay á, là bị stress bởi vì khai trương cửa hàng đó. Trời ơi, khai trương nhỏ xíu vậy đó mà cũng stress nữa. Còn tôi một lần tôi làm lớn quanh tôi stress còn hơn. Nhưng mà được cái là mình biết chăm sóc, mình biết ăn uống nè, bồi bổ cho cơ thể nè. Ngoài mỹ phẩm Laura Sunshine ra, Huỳnh Lập cũng còn là nhà phân phối cũng như đại lý của Yến Xào Vũ Long của Nhật Kim Anh nha. Cảm ơn Thảo My nhiều. Wow, lên 9.000 người. Oh my god. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Nhớ share cái livestream này nha để được tặng quà. Đây mấy các bạn yêu cầu là đi coi coi một vòng cửa hàng đây. Đó, có máy soi da chuyên nghiệp nha các chị em mình. Đó, máy soi da chuyên nghiệp nè. Đó, rồi Quỳnh Lập là một trong những top 9 best seller nè. Đây, rồi có bằng đàng hoàng nha. Đó, cúp nè. Quỳnh Lập nè, đó. Cúp này là do Nhật Kim Anh trao cho nàng, tại vì nàng cũng là một trong những nhà phân phối rất là tuyệt vời. Và cả nhà mình biết không, Quỳnh Lập trước đây á,
Quỳnh Lập trước đây á là cũng không có, có nghĩa là không tin về mỹ phẩm đâu. Nhưng mà từ ngày mà Kim Anh cải thiện cái làn da của Quỳnh Lập rồi, nói chung là hồi xưa cô cũng, nói chung là cô xin lỗi nha, cũng quê mùa lắm, da thì đen nhẽm, mặt thì hả mụn rồi đủ thứ kiểu hết. Tuy là nàng là dược sĩ nhưng mà nàng cũng sử dụng những rất là nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà không có sản phẩm nào nó có thể nhìn nó cải thiện da rõ như Laura Sunshine. Vì vậy cho nên là nàng quyết định là vừa sử dụng, vừa là khách hàng sử dụng của Laura Sunshine mà vừa là nhà phân phối bán hàng luôn. Tại vì nàng là cái người am hiểu nhất, hiểu nhất về cái mỹ phẩm Laura Sunshine cũng như là về những cái thành phần ha, thành phần ở trong mỹ phẩm Laura Sunshine có những gì thì Quỳnh Lập rất là am hiểu. Và khi am hiểu như vậy thì nàng vừa, nó giống như là cá mà gặp nước vậy á, nàng vừa là dược sĩ về chăm sóc da mà lại vừa hiểu về về da của mình nữa. Vì vậy cho nên khi mà sử dụng lên thì giống như cá gặp nước vậy, thấy mỹ phẩm ô, những cái thành phẩm này nó tốt quá, nó hữu hiệu cho da của mình và những cái phần trăm á cải thiện rất là tốt. Vì vậy cho nên cả nhà mình liên hệ liền với Quỳnh Lập nha, số điện thoại 0906 617025 để được tư vấn, cũng như là những ai mà muốn làm nhà phân phối, những ai mà muốn làm đại lý với lại Quỳnh Lập á thì cũng liên hệ liền số điện thoại này nha, 0906 617025. Cảm ơn cả nhà mình nhiều, nhớ nha, nhớ giữ cái livestream này đến cuối livestream, để chút xíu nữa cuối livestream Kim Anh sẽ tặng quà nha cả nhà nha. Hôm nay sẽ tặng quà làm trị giá là 1.450.000 đồng của Pháp luôn. Tất cả những sản phẩm của Laura Sunshine đều có ở đây. Đây cả nhà mình coi nè, mình đây đây, em cứ cầm vậy đi. Đó đúng rồi, em sai vậy chị. Đúng rồi. Đây tất cả những sản phẩm thì ở cửa hàng của Quỳnh Lập ở đây á, thì cái không gian nó cũng không được lớn nhưng mà rất là dễ thương. Cái môi trường rất là dễ thương và tất cả các chị em mình tới đây thì sẽ được Quỳnh Lập là hỗ trợ cho mình soi da miễn phí và chăm sóc da cho các chị em mình nha. Cả nhà mình nếu mà ai mà theo dõi cái fanpage, cái trang cá nhân của Quỳnh Lập á, cả nhà sẽ thấy được là trước đây em nhớ em để cái hình trước đây lên cho khách người ta coi. Đó. Nói chung là rất là nhiều. Bả mắc cỡ, bả hồi xưa bả xấu. Bây giờ bả đẹp lên, da dẻ đồ trắng trẻo lên. Nói trời ơi, hồi xưa ông chồng ông đòi bỏ lên bỏ xuống, mà từ ngày làm Laura Sunshine cái ông chồng bá miết vậy đó, dễ sợ không? Bởi vậy nên cho cả nhà cũng phải nên là xài thuốc có dị ứng không? Dạ, cái bên Kim Anh không có bán thuốc nha chị nha. Xài mỹ phẩm thì nó phải được mình, khi mà bạn tới đây nè, bạn sẽ được Quỳnh Lập là tư vấn da cho mình, và soi da có cái máy nó sẽ phân tích da cho các bạn là da của bạn thuộc da gì, như thế nào, và nó từng cái tầng lớp da, tầng lớp da của mình, thì như vậy á thì cái lúc đó mới bắt đầu tư vấn cho bạn là xài cái gì và ra làm sao nha các bạn nha. Ok, ngày hôm nay tất cả những sản phẩm của Nhật Kim Anh đều có ở đây, và đặc biệt là son môi mà Kim Anh đang sử dụng đó là pha hai màu với nhau, đó là màu số 10 và màu số 3. Không, màu số 10 và màu số 3. Đây cả nhà ơi, nguyên lỗ son đâu, cả nhà mà tới là sẽ được tư vấn. Đây, son của Laura Sunshine rất là nhiều màu, đẹp đẹp vô cùng tận ha. Và những sản phẩm của Laura Sunshine cũng đều có ở đây. À, hôm nay da mặt mình hơi khô, mình phải xịt cái detox lên chút cho xinh miếng nha. Nói chung là da dẻ các chị em mình đó, nó phải phụ thuộc vào vào như là ví dụ như ngày thường thì không nói, nhưng mà có những lúc như chị em mình gần tới ngày tới tháng đó, như Kim Anh nè, chuẩn bị tới ngày tới tháng thì bắt đầu da mình nó bắt đầu hanh, nó khô, cũng như là có một xíu mụn. Thì nhưng mà cái đó nó là do cái nội tiết tố, là mình chuẩn bị mình tới ngày tới tháng nó khác nha các bạn. Còn cái da mà bẩm sinh xấu nó khác nữa. Đó, đây son quá trời son đẹp. Bên Nhật Kim Anh là rất là nhiều màu son đẹp và chuẩn bị cho ra rất là nhiều màu son nha, đặc biệt là cái cây son dưỡng này tuyệt vời lắm nè cả nhà. Đó, hôm nay thì mà trên màu môi của Kim Anh là Kim Anh xài màu số 10. Đây số 10. Số 10 đây. Số này số 8, shaming đây số 10. Đây số 10. Và số 3. Đúng rồi, số 3, cảm ơn chị. Cả nhà mình gọi liền số điện thoại nha, 0906 617025. Đây số 10 thì Kim Anh đánh ở phía dưới trước ha, để mà mình tạo một cái nền cho nó có một cái màu hơi tây tây một tí. Tại vì hôm nay khuôn mặt của Kim Anh đánh khối nó hơi một hơi nâu cam cam cà rốt. Đây để qua đây cho khách nhìn, cho khán giả nhìn cho rõ. Đó,
cái khối trên mặt của Kim Anh đó là nó hơi cam cam nâu, cho nên mình muốn tại vì mình mặc cái bộ strip đỏ này thì mình sẽ đánh ra trong lòng môi là màu 03. Ủa này mới luôn hả? Thôi mới cất vô. Ủa không, chị có em để ngoài xe rồi, chị để ngoài xe rồi. Thì chị Ngọc thì khi mà mình đánh cái màu không cái màu số 10 xuống trước để cho nó phù hợp với cái má hồng của mình, cái khối của mình nó hơi nâu nâu cam đó, thì Kim Anh sẽ đánh cái màu 010. Và sau khi mà Kim Anh đánh màu 010 rồi thì Kim Anh đánh lòng môi là màu đỏ, màu 03, màu đỏ, màu 03 thì nó sẽ phối lại, thì nó sẽ phù hợp với cái khối trên khuôn mặt và cũng như cái bộ stress mình đang mặc ha. Cả nhà mình nhớ nha, không có chị em nào xấu hết, chỉ có chị em mình không biết làm đẹp cho bản thân mình thôi đó. Thấy không, như nãy Kim Anh nói đó, ông xã đó cũng nói chung cũng đi tới đi lui đi tùm lum hết trơn đó, mà hả bả ra chiều bả về bả làm đẹp lên đó, thấy không, thấy không, bả đẹp lên cái là ông ở nhà miết luôn ha, mình làm á. Em có chia sẻ gì với khán giả không nè, với khách hàng không nè? Dạ có, thì các bạn theo dõi cái Facebook của Huỳnh Lập thì chắc chắn cũng biết được cái làn da của Huỳnh Lập thì trước đây nó không có được đẹp như thế này đâu. Thì với lại làn da của Lập rất là khó sử dụng kem, là phải sử dụng detox một thời gian khá là lâu luôn. Detox tức là thải độc. Đúng da. Đúng rồi, detox thải độc da đó các bạn. Mình xài không phải là 10 đến 15 ngày là mình đào thải xong đâu các bạn. Mình đào thải trong một thời gian khá là lâu, khoảng sau vài tháng luôn á. Đó. Thì sau đó thì Lập mới bắt đầu sử dụng sang cái bộ mỹ phẩm. Đây, cái detox da là cái chai này. Chai này giá của nó là 99, nó dùng để thải độc da và nó cung cấp vitamin vào da, dưỡng ẩm da, cân bằng độ pH cho da, cũng như là nó giúp cho cái da của mình đó trước và sau khi make up nó sẽ đẹp hơn. Giá son là 350 nha bạn, 350 một cây nha. Rồi sau khi thải độc thì sao mình làm? Chưa là Lập sử dụng cái bộ xà phòng thì cũng chưa được đẹp xuất sắc lắm đâu. Nhưng mà khách hàng của Lập thì sử dụng cái bộ xà phòng đẹp tuyệt vời rồi. Thì Lập không có bàn về cái bộ đôi xà phòng nữa. Nhưng mà Lập rất là thích, rất là mê cái bộ dành cho da nhạy cảm. Da nhạy cảm. Đó, yeah. Lập rất là phù hợp với lại cái bộ dành cho da nhạy cảm. Tại vì da của Lập là da nhạy cảm mà. Dạ đúng rồi. Trước đây da của Lập cứ xài cái gì cũng không được hết trơn á. Và sau đó thì Kim Anh đã cho Lập xài cái detox trước để thải độc. Tại vì các chị em mình đừng có ỷ y là da của các chị em mình cứ em không có muốn xài gì hết trơn, em để natural, em để tự nhiên. Không có cái tự nhiên nào mà nó đẹp hết trơn, nó chỉ đẹp khi mà các bạn còn thanh xuân thôi. Khi các bạn không còn thanh xuân nữa thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Cũng giống như cái cây mà các bạn chịu tưới bón phân cũng như là giúp nuôi dưỡng cái cây đó, thì cái cây đó ngày một đẹp hơn và nó sẽ trổ bông ra hoa kết trái. Nhưng mà nếu mà cũng một cái cây đó nhưng mà các bạn không tưới cũng như không bón phân, không chăm chút cho nó thì một ngày nào đó nó cũng sẽ già cỗi và xấu xí đi. Cho nên là cái làn da của mình cũng vậy. Tại sao cũng là 36 tuổi như Kim Anh, có chị á cũng 36 tuổi, nói trời ơi Kim Anh ơi sao em 36 tuổi mà sao em trẻ hơn chị nhiều quá. Nhưng mà thật ra tuổi thì cũng bằng nhau, ăn thì cũng ăn giống như vậy thôi, ăn ngày ba bữa thôi cũng không khác gì hết. Nhưng khác nhau ở chỗ là chịu chăm chút cũng như là chịu ăn những cái dưỡng chất trong cơ thể. Như Kim Anh đã ăn yến 6-7 năm nay, 10-10 mấy năm nay rồi. Còn như mỹ phẩm thì Kim Anh cũng vậy. Tại vì cả nhà mình nhớ giùm Kim Anh nha, là ăn ở vào trong cơ thể là nó nuôi dưỡng máu cũng như là nuôi dưỡng cái tế bào collagen ở bên trong. Nhưng mà khi mà các bạn xài mỹ phẩm á, là nó nuôi dưỡng từ bên ngoài vào. Chính vì vậy cho nên là hai cái đó bắt buộc phải có. Nếu mà mình muốn trẻ lâu thì mình phải như vậy. Tại vì tất cả mỹ phẩm trên thế giới này không có mỹ phẩm nào gọi là cải lão hoàn đồng hết trơn á. Chỉ có mỹ phẩm gọi là kéo dài tuổi thanh xuân của mình. Tức là thay là mình không xài ha, hoặc là mình xài những cái sản phẩm kém chất lượng thì nó sẽ mau xấu cũng như nó bào mòn mà nó làm xấu đi. Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu và mình biết được cái sản phẩm nào thật sự nó chất lượng thì khi mình xài nó sẽ kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình ra. Thay vì 36 tuổi mình già thì 36 tuổi mình vẫn còn giống như 20 tuổi, ví dụ vậy nha các chị em mình nha. Cố gắng để mà giúp cải thiện làn da của mình nha. Rồi tiếp tục nè, Quỳnh Lập. Sau khi detox rồi thì xài bộ xà phòng cũng gọi là không phù hợp lắm, nhưng mà khách hàng thì đã rất là thích cái bộ xà phòng. Nhưng mà riêng về nàng thì da của nàng lại phù hợp với bộ nhạy cảm. Bộ nhạy cảm thì Lập xài tầm khoảng sau 10 ngày thôi là Lập đã thấy cái hiệu quả nó rõ rệt rồi. Da Lập mịn màng hơn và sáng hơn. Nó bóng lên phải không? Dạ đúng rồi. Tức là bóng mịn màng và sáng nó
cái bộ nhạy cảm. Bộ cho da nhạy cảm. Thì bộ dành cho da nhạy cảm gồm có 4 sản phẩm nha các bạn. Gồm có sữa rửa mặt nè. Sữa rửa mặt là 550, kem ngày là 950. Đây bộ nhạy cảm đây rất là tuyệt vời. Kem đêm là 950 và serum của nó là 1.150.000 nha các bạn. Đây bộ nhạy cảm là một cái bộ nó như thế này. Nó gồm có serum nè, sữa rửa mặt nè, kem ngày, kem đêm. Đây được rồi, bộ serum được. Đó. Rất là tuyệt vời và vô cùng đẹp luôn. Các chị em mình á, da mà thuộc tuyết giống như của Quỳnh Lập nó không xài được cái gì hết. Giờ thì nên sử dụng bộ này tại vì nó giúp cho cải thiện lại cái hàng rào bảo vệ da. Khi mà các chị em mình bị thuộc tuyết da nhạy cảm, tức là cái làn da của các bạn, một là các bạn đã xài quá nhiều sản phẩm bị dính quá chất, hoặc là nó bào mòn giúp cho cái da của các bạn không tiếp nhận bất cứ sản phẩm nào nữa. Như hai là cái da của các bạn bẩm sinh nó là nhạy cảm, tức là nó không có tiếp nhận một cái sản phẩm nào hết, thì đó là thuộc dạng tiếp da nhạy cảm. Và cái bộ dành cho da nhạy cảm này nó là một giải pháp giúp cho các chị em mình có thể cải thiện cái làn da mình ngày một khỏe hơn, và nó cải thiện lại cái hàng rào cho mình để nó giúp cho cái da của mình dày, cái lớp niêm mạc của mình á, nó giúp cho dày lên và mình có thể sử dụng những cái khác để mà mình tiếp những cái tinh chất vào da ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều và nhớ giữ cái livestream này cho Kim Anh đến cuối để Kim Anh tặng quà nha. Mà các bạn cũng đừng có quên một cái bước chăm sóc các bạn tưởng chừng đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng, đó là tẩy tế bào chết nha các bạn. Một tuần mình sử dụng khoảng 2 lần đó để loại bỏ da chết của mình và sạch sâu lỗ chân lông, thì mình sử dụng kem dưỡng vào thì nó mới thẩm thấu vào cái làn da của mình được. Và đây nè cả nhà mình thấy không, người thật việc thật, ngày hôm nay cả nhà mình nhìn thấy Quỳnh Lập là cả nhà mình cũng đủ biết là nàng xinh sáng hơn. Nếu mà cả nhà mình muốn á, thì vào trong trang của Quỳnh Lập ha, Quỳnh Lập Facebook đề chữ Quỳnh Lập thì sẽ thấy được là trước đây da của Quỳnh Lập như thế nào, serum giá bao nhiêu. Chị Nguyễn Mến ơi, vui lòng gọi số điện thoại liền à, nhân viên của Quỳnh Lập đang trực điện thoại và sẽ trả lời cho chị. Tại vì hiện bây giờ Kim Anh đang livestream và chuẩn bị khai trương cửa hàng liền bây giờ, cho nên là các chị em mình thông cảm nha. Và nhớ giữ cái livestream này để coi Kim Anh khai trương cửa hàng. Đến cuối livestream Kim Anh sẽ tặng quà nha. Và cả nhà mình nhớ nè là ngoài Laura Sunshine ra thì Quỳnh Lập còn là đại lý của Yến Sào Bửu Long. Cả nhà mình cần nghệ nè, đông trùng hạ thảo, yến hay là bất cứ món nào, nấm linh chi của Yến Sào Bửu Long thì Quỳnh Lập cũng có nha. Gọi liền số điện thoại này giúp Kim Anh để được tư vấn ngay ạ. Rồi ok, 0906617025. Tất cả các chị em mình ai có nhu cầu làm đại lý thì hãy gọi cho Quỳnh Lập liền để về team của Quỳnh Lập nha. Và các chị em mình ơi, ngày hôm nay thì rất là nhiều các chị em mình muốn được tư vấn da nhưng mà Kim Anh và Quỳnh Lập cũng không có thời gian tại vì bây giờ chuẩn bị khai trương rồi. Vì vậy cho nên là các chị em mình gọi điện thoại liền nha để được tư vấn, cũng như là tới tại cửa hàng số 16C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An nha các bạn. Các chị em mình ai ở khu vực Long An thì tới cửa hàng để mình được tư vấn da cũng như soi da miễn phí nha. Và bây giờ cho cả nhà mình coi cửa hàng chuẩn bị khai trương đây.
nhiều. Ôi, nhiêu một bộ. Thảo Lưu ơi, thì bây giờ nếu như mà gọi điện thoại liền qua số điện thoại này á thì sẽ được tư vấn ngay cho đón toàn thể quý vị khách quý trong mấy ngày lãnh đạo nha. Đại diện phía công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, các nhà phân phối, các đại lý và toàn thể các anh chị em nhân viên cùng toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Chúng ta đang cùng có mặt tại buổi lễ khai trương showroom chi nhánh thứ 3 mỹ phẩm Laura Sunshine tọa lạc tại số 106C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Lời nói đầu tiên, ekip thực hiện chương trình của chúng tôi mến gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Ngoài những cống hiến nỗ lực cố gắng quên mình cho nghệ thuật, ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh luôn trăn trở ấp ủ một dự định ước mơ sẽ mang đến cho cộng đồng, mang đến cho xã hội, cũng như tri ân tới những fan hâm mộ. Một sản phẩm hữu ích gắn liền với tên tuổi sẽ được tin tưởng với sự khơi nguồn suy nghĩ đem đến một tương lai sắc đẹp rạng ngời cho mọi người. Và vẻ đẹp ấy phải là vẻ đẹp tự nhiên không tì vết. Từ đó thì mỹ phẩm Laura Sunshine đã ra đời. Laura Sunshine luôn tìm kiếm những giải pháp tốt nhất, từ việc ứng dụng nghiên cứu khoa học trên nền công nghệ hàng đầu châu Âu đến việc lựa chọn tinh tế các dược liệu đặc hiệu cho làn da từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý hiếm ở các nước trên thế giới, nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm làm đẹp hiệu quả và thân thiện. Sản phẩm của chúng tôi được tạo ra giúp chăm sóc và nuôi dưỡng làn da một cách tự nhiên và hoàn hảo nhất thưa quý vị. Laura Sunshine thật sự đã chinh phục được khách hàng bằng chính sự chân thành và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, các đạo đức và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi cam kết sẽ luôn bên cạnh bạn, đồng hành cùng bạn đi tới một tương lai đẹp hoàn hảo, tự nhiên rạng rỡ. Thương hiệu mỹ phẩm Laura Sunshine sở hữu đa dạng và phong phú các sản phẩm. Và ngày hôm nay, mỹ phẩm Laura Sunshine của chúng tôi đã khẳng định được đẳng cấp của chính mình, chiếm trọn lòng tin của khách hàng. Tất cả chúng ta ngày hôm nay đã cùng nhau có mặt nơi đây để chào đón thêm một cửa hàng mới. Trong không khí tươi vui ngày hôm nay, tất cả chúng ta rất vinh dự được chào đón những vị khách quý sau đây. Về phía công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Tổng giám đốc công ty ông Phạm Linh Phương, ca sĩ TT. Tổng giám đốc điều hành bà Bùi Thảo Trang. Giám đốc phát triển thị trường bà Cô Thị Mỹ Ngọc. Về phía nhà phân phối, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị bà Huỳnh Thị Lập, đại diện nhà phân phối. Hệ thống các đại lý trực thuộc nhà phân phối Huỳnh Lập gồm, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị đại lý Kim Lên, đại lý Nguyễn Thủy. Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị đại lý Yến Trần, đại lý Ngọc Loan, đại lý Hồng Tươi, đại lý Kim Hoàng. Cùng phối sau đây, nhà phân phối Thúy Trần, sự hiện diện của nhà phân phối Kim Duyên.
lời chủ tịch hội đồng quản trị công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, bà Nhật Kim Anh sẽ tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu chia sẻ trong buổi khai trương ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn MC quá dễ thương. Cảm ơn anh Nam Thanh đã bắn đùng đùng khi giới thiệu mỗi người. Vâng, và lời nói đầu tiên cho Nhật Kim Anh xin gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chào trân trọng và kính mến nhất. Vâng, và những gì đã cần nói thì cô MC dễ thương đáng yêu cũng đã nói rồi. Kim Anh cũng chia sẻ sơ thôi để tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là để sản xuất ra được những dòng mỹ phẩm có mặt thị trường ở tại tại Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Thì mỹ phẩm Laura Sunshine là chính Kim Anh đã tìm hiểu cũng như là cho ra dòng mỹ phẩm do những cái tìm tòi cũng như là mình đã phải đi rất là nhiều nước để học hỏi. Và cuối cùng thì cũng đã cho ra được dòng sản phẩm Laura Sunshine được sản xuất tại Hàn Quốc, Pháp. Và sắp tới đây thì công ty sẽ còn cho ra những dòng mỹ phẩm được sản xuất như là các nước lân cận như là Nhật, Úc và Ý, Đức. Tất cả dòng mỹ phẩm của Laura Sunshine là những dòng mỹ phẩm cao cấp. Vì vậy cho nên là hỗ trợ cũng như cải thiện làn da của chị em mình sẽ rất là tốt. Hy vọng, và thật ra thì trong mỹ phẩm Laura Sunshine của Nhật Kim Anh thì đến giờ phút này cũng đã cải thiện vô vàn là khách hàng, và cũng như từ những khách hàng đó cũng đã trở thành nhà phân phối của Laura Sunshine. Thì Kim Anh nghĩ rằng là người thật, việc thật. Và Kim Anh cũng không muốn PR gì nhiều, mà Kim Anh muốn rằng là tất cả các chị em mình và đặc biệt là tất cả quý khách hàng của Nhật Kim Anh xài, trải nghiệm cũng như cảm nhận dòng mỹ phẩm Laura Sunshine và tự họ sẽ yêu thương Nhật Kim Anh, yêu thương dòng mỹ phẩm này và tự truyền tai nhau. Chứ Kim Anh cũng không có giống như những người khác là dùng chiêu thức PR hay là nói quá cái dòng sản phẩm của mình lên. Kim Anh muốn rằng là người thật, việc thật. Và cũng xin khoe với tất cả quý vị một chút xíu là mỹ phẩm Laura Sunshine của Nhật Kim Anh đến giờ phút này cũng đã được khai trương, cũng đã được 45 cửa hàng. Đây là cửa hàng thứ 45 và trong hệ thống của Kim Anh còn 10 cửa hàng nữa chuẩn bị khai trương. Hiện bây giờ chúng tôi đã có được 45 cửa hàng trên toàn quốc và một cửa hàng ở tại Cambodia. Hôm nay cũng có bà chủ của Cambodia đến đây, đó là Kadi Trương. Em đứng lên chút xíu cho mọi người ngắm nè. Đó, đây là bà chủ của cửa hàng ở tại nước ngoài, ở Kadi Trương là bà chủ ở Cambodia. Đó là một trong những cửa hàng tiên phong đầu tiên của chúng tôi đang lấn sân cũng như là tiến ra quốc tế. Hy vọng rằng mỹ phẩm Laura Sunshine sẽ đem lại sắc đẹp cũng như là tất cả cải thiện làn da của tất cả các chị em mình. Đặc biệt là môi trường nắng nóng của Việt Nam sẽ hủy hoại cái làn da của chị em mình kinh khủng lắm. Cho nên là tốt nhất các chị em mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải chăm sóc ngay từ buổi đầu tiên. Và hôm nay Kim Anh vô cùng hạnh phúc và hân hoan khi đón chào một nữ tướng của công ty Laura Sunshine. Cô cũng đã cho ra được ba cửa hàng, tức là cửa hàng thứ ba và đang chuẩn bị rục rịch ngày 30 tháng 6 này sẽ cho ra thêm một cửa hàng nữa là 4 chi nhánh. Tức là trong hệ thống của Laura Sunshine là đã được 45 cửa hàng và riêng nàng Huỳnh Lập là đã 4 cửa hàng rồi. Và chúc mừng Huỳnh Lập. Ngày hôm nay Nhật Kim Anh xin cảm ơn tất cả các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên cũng như đặc biệt là quý khách hàng, quý khán giả đã yêu mến Nhật Kim Anh cũng như là yêu mến nhà phân phối Huỳnh Lập đã đến đây. Và riêng Huỳnh Lập cũng đã sát cánh cùng Laura Sunshine, sát cánh cùng Nhật Kim Anh cũng đã 3 năm rồi, gần 3 năm rồi. Và cô cũng đã cho ra được 3 cửa hàng. Cửa hàng này là chi nhánh thứ 3 của cô. Và ngày 30 tháng 6 này cô sẽ khai trương thêm một cửa hàng nữa là chi nhánh thứ 4. Và nhân đây thì Kim Anh xin cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Và cảm ơn tất cả quý khách hàng đã yêu mến Laura Sunshine và yêu mến Nhật Kim Anh. Một lần nữa Nhật Kim Anh xin mời bà giám đốc điều hành, bà Bùi Thảo Trang, tổng giám đốc Mr. T cũng như là cô Thị Mỹ Ngọc lên sân khấu cùng Nhật Kim Anh trao tặng cho nhà phân phối đặc biệt của chúng ta một nữ tướng, một kiện tướng của Laura Sunshine, đó là Huỳnh Lập, một món quà lưu niệm của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Và bản món quà lưu niệm này cũng nói lên một điều, đó là chúng tôi công nhận cửa hàng thứ 45 trong hệ thống mỹ phẩm Laura Sunshine và là chi nhánh thứ 3 của nhà phân phối Huỳnh Lập chính thức mở cửa, chính thức khai trương. Vâng, và xin chúc cho nhà phân phối Huỳnh Lập của chúng tôi
cảm ơn nhà phân phối Quỳnh Lập và xin chúc cho Quỳnh Lập ngày một phát triển hơn, thành công hơn, với thật nhiều cửa hàng hơn nữa. Và đây là chi nhánh thứ ba với địa chỉ là 106C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Xin chúc bạn ngày một phát triển hơn, thành công hơn trên con đường bạn đã chọn, và sẽ luôn luôn sát cánh cùng Nhật Kim Anh và sát cánh cùng Mỹ Phẩm Laura Sunshine. Chia sẻ rất chân thành đến từ chị Nhật Kim Anh. Giờ đây xin được mời chị Huỳnh Lộc chúng ta nén lại sân khấu, có đôi lời chia sẻ trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin trọng kính mời chị. Quỳnh Lộc cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổng giám đốc công ty Laura Sunshine, cùng quý đại lý, quý nhà phân phối và tất cả các quý khách hàng đã đến tham dự buổi tiệc khai trương ngày hôm nay. Cảm ơn quý khách hàng và công ty Laura Sunshine đã đồng hành và cùng nhà phân phối Quỳnh Lập trong suốt thời gian vừa qua. Và đó cũng là một động lực để Quỳnh Lập khai trương chi nhánh thứ 3 ngày hôm nay tại 106C, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Là nàng rất là xúc động, tại vì đây là chi nhánh thứ 3 rồi và chuẩn bị có thêm một chi nhánh nữa là chi nhánh thứ 4. Rất là xúc động, tại vì thật sự ra thì Quỳnh Lập sát cánh cùng với Laura Sunshine cũng đã gần 3 năm rồi, và cũng khó khăn cũng có, rất là nhiều thứ cũng có, và đến ngày hôm nay thì cô gần như là lột xác. Và bây giờ thì cả nhà mình cùng lắng nghe tâm tư tình cảm của Quỳnh Lập nhé. Ngoài việc mà nhà phân phối Quỳnh Lập thì bán hàng online trên toàn quốc, thì đến nay thì hệ thống cửa hàng nhà phân phối Quỳnh Lập đã trải dài trên tất cả các thành phố lớn như là Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, và cụ thể thứ nhất là chi nhánh 1 tại số 71 đường 61 phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh 2 là tại số 65 Châu Thị Kim phường 3 thành phố Tân An tỉnh Long An, và chi nhánh thứ 3 hôm nay là lập khai trương tại 106C khu vực 3 thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An. Và cũng bật mí luôn thì với sắp tới đây, tới ngày 30 tháng 6 thì lập chính thức khai trương chi nhánh thứ 4 tại số 7 Đinh Bộ Lĩnh phường 8 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, thì mong rằng quý khách hàng luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho Quỳnh Lập. Nhân dịp khai trương chi nhánh mới này thì Quỳnh Lập cũng đáp lại tấm lòng của quý khách hàng, thì Quỳnh Lập cũng tri ân đến tất cả các khách hàng mua hàng nhận ngay quà tặng, như mua sản phẩm bất kỳ thì tất cả các bạn được tặng một nước hoa mini 20ml, với đơn hàng 1 triệu thì được tặng bình giữ nhiệt, và với đấy hóa đơn 1 triệu rưỡi thì mình sẽ được tặng máy rửa mặt, và với hóa đơn 2 triệu rưỡi tất cả các bạn sẽ được tặng máy sấy tóc, và đơn hàng 3 triệu rưỡi sẽ tặng được túi MK. Và đặc biệt khi khách hàng mua bộ đôi serum xà phòng thì bạn sẽ được tặng một bình giữ nhiệt hoặc là một túi ESL. Xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã đến ủng hộ cho Quỳnh Lập trong hôm nay ạ. Xin được cảm ơn nhà mình ơi. Cả nhà mình ơi, nói chung là nãy giờ là nghe cô ấy quảng cáo về sản phẩm thôi mà chưa có nghe được là tâm tư tình cảm. Tại vì trước đây Kim Anh muốn là Quỳnh Lập chia sẻ, với lại đặc biệt là có rất là nhiều khách hàng ở đây, thì Quỳnh Lập chia sẻ là hồi xưa Quỳnh Lập như thế nào, và sau khi xài Laura Sunshine cũng như là cải thiện làn da của Quỳnh Lập như thế nào, để cho khách hàng người ta được biết nha. Thì trước đây thì các bạn mà theo dõi trang Facebook của Lập á thì cũng biết cái làn da của Lập nó không có được như hiện tại bây giờ. Thì da của mình cũng rất là khó sử dụng mỹ phẩm, thì đặc biệt là Lập sử dụng cái chai detox hải độc tố bên Laura Sunshine á, thì nó vừa là cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng làn da, vừa dưỡng ẩm, vừa tạo giữ lớp nền và đào thải cái độc tố của làn da của mình. Thì Lập sử dụng cho suốt vài tháng thì cái làn da của Lập mới khỏe lên, và bắt đầu thì Lập chuyển sang sử dụng cái dòng mỹ phẩm và bộ đôi xà phòng. Thì nhưng mà về tất cả các quý khách hàng sử dụng cái bộ đôi xà phòng thì rất là đẹp, rất là ok, nhưng Lập thì cũng chưa là hoàn hảo đối với Lập. Thì Lập phù hợp với cái bộ đôi làn da dòng nhạy cảm của Laura Sunshine, Lập rất là yêu thích bộ đôi này. Thì các bạn mà muốn tư vấn về da thì các bạn hãy gọi ngay số hotline 0906 617025, hoặc đến trực tiếp cửa hàng để mình Lập tư vấn kỹ hơn. Và đặc biệt đó là mình được soi da và được theo dõi cái quá trình mình khi mình sử dụng cái mỹ phẩm của mình có cải thiện như thế nào nữa.
Tức là cả nhà mình nếu như mà ai mà gặp da mà gặp vấn đề thì mình có thể mình tới cửa hàng để mà mình xoa da miễn phí nha. Hiện bây giờ cửa hàng của Nhật Kim Anh cũng đã có máy xoa da chuyên nghiệp để có thể cắt lớp từng cái lớp da của các bạn và để soi coi da của các bạn đang nhiễm trì, nhiễm độc hay là đang bị vấn đề gì. Thì Huỳnh Lập hiện bây giờ cũng đang là một dược sĩ về da, mới vừa hoàn thành một cái lớp chuyên sâu về da và nàng cũng đang là dược sĩ. Vì vậy cho nên là cả nhà mình đến với Huỳnh Lập thì sẽ được Huỳnh Lập tư vấn da một cách trọn vẹn hơn và chi tiết hơn. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Huỳnh Lập còn muốn chia sẻ gì nữa không? Rồi, cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành đến từ chị Huỳnh Lập cũng như là chị Nhật Kim Anh. Giờ đây xin được mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng nén lại sân khấu để chuẩn bị tiến hành nghi thức cắt băng khai trường. Xin được mời ekip chương trình chúng ta tiến hành chuẩn bị. Vui trong tia nắng mai mà da trắng hồng em mẹ lẽ hát khúc ca yêu đời. Laura sunshine, Laura sunshine, Laura sunshine, Laura sunshine, da xinh trắng hồng tự tin. Laura sunshine em xinh dạng người bên anh. Laura sunshine thương hiệu chất lượng an tâm. Laura sunshine đồng hành sắc đẹp của tương lai. Laura sunshine da của mình chiếc kéo vàng. Sau 3 hiệu lệnh của MC, chúng ta sẽ tiến hành cắt băng khai trường. Mời các anh chị chúng ta cùng tiến lên phía trước. Chưa, sẵn sàng nha. Nào, quý mẹ ơi, chúng ta hãy chuẩn bị dùng một chỗ tay thật lớn nha. 1 Một lần nữa xin được chúc mừng cho sự kiện khai trương trọng đại trong ngày hôm nay. Cửa hàng mỹ phẩm Laura Sunshine Serum chi nhánh thứ 3 chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Xin được chúc cho cửa hàng khai trương hùng phát, ngày càng phát triển lớn mạnh, mã đấu thành công và vạn sự như ý. Giờ đây chúng ta sẽ đến với phần tặng hoa và
kỹ hiện trường cho các đại lý của nhà phân phối Huỳnh Lập. Xin được trân trọng kính mời đầu tiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị bà Nhật Kim Anh, Tổng Giám đốc công ty ông Phạm Linh Phương và nhà phân phối Huỳnh Lập sẽ tiến lên sân khấu để lần lượt trao tặng các bó hoa tươi thắm cũng như là kỷ niệm chương đến các đại lý của chúng tôi. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu đại lý Kim Loan. Cũng như là đại diện phía công ty Laura Sunshine. Xin được mời đại lý Hồng Lan tiến lên sân khấu. Đại lý Hồng Tươi chúng ta chuẩn bị. Đại lý Kim Hoàng chúng ta chuẩn bị. Sẽ tiến lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm và kỷ niệm chương từ phía đại diện công ty và nhà phân phối. Những bó hoa tươi thắm và giữ lại những bức ảnh kỷ niệm đẹp nhất cùng với nhà phân phối Huỳnh Lập và các anh chị đại diện phía công ty. Xin được mời tất cả các đại lý chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng giữ lại bức ảnh đẹp nhất cùng với nhà phân phối Huỳnh Lập. Em vô giữa luôn em. Xin được mời chị CTV Lưu Thoại tiến lên sân khấu cùng với sự đồ của chị Huỳnh Lập. Chúng ta sẽ cùng nhận lời bó hoa tươi thắm và giữ lại những bức ảnh kỷ niệm đẹp nhất trong ngày hôm nay. Bạn Thu Hội và bạn Ngọc Thảo. Một lần nữa xin được mời tất cả các chị đại lý chúng ta cùng tiến lên sân khấu để giữ lại bức ảnh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Oh,
Trời ơi cái gì mà nó rơi rải trên đây tôi gì nè. Đóng cái cửa này chị. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Cảm ơn 5.300. Bây giờ thì Kim Anh sẽ tặng quà nha, tặng quà nha. Nào. Ui. Cùng một người bạn đặc biệt của chị Huỳnh Lập. Cả nhà mình nhớ nha, liên hệ với Huỳnh Lập liền nha. Xin số điện thoại, em lấy cái bảng, Ôi. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình ghi số điện thoại liền. Cả nhà mình ghi số điện thoại để Kim Anh tặng quà. Và khi mà nhận quà này á thì cả nhà mình nhớ tự thanh toán phí ship giùm Kim Anh nha. À bây giờ Kim Anh sẽ tặng quà liền nè. Cả nhà ơi nhớ ghi số điện thoại. Chúc mừng Linh Khánh. Chữ tặng của Kim Anh đã ở trên đầu comment của Linh Khánh. Kim Anh tính tính máy chủ nha. Xin chúc mừng Linh Khánh nè, em chụp lại thôi. À em kiểm tra coi Linh Khánh đã share chưa nha. Cả nhà mình ơi nhớ ghi số điện thoại kế bên, nhớ ghi số điện thoại để khi Kim Anh ghi chữ tặng thì cái chữ tặng sẽ nằm trên comment nha. Đóng cái cửa lại cho chị Linh ơi. Cả nhà mình nhớ là để số điện thoại nha, để công ty của Nhật Kim Anh sẽ gửi tặng cả nhà mình món quà, đó là trị giá 1.450.000 đồng, đó là một hũ giảm cân của Pháp. Em ra em nói với MC á là xong cái là mời anh Ti lên hát luôn, để chị ở trong đây chị tặng. Rồi cảm ơn Linh Khánh nha, Linh Khánh đã share, vậy là chúc mừng Linh Khánh đã nhận được một hộp giảm cân. Cho chị cái hộp giảm cân em ơi. Đã nhận được một hộp giảm cân của mỹ phẩm Laura Sunshine nha. Cả nhà mình nhớ là khi coi cái tất cả các livestream của Nhật Kim Anh mà khai trương cửa hàng á sẽ đều được nhận quà hết, cho nên là khi Kim Anh livestream khai trương cửa hàng cả nhà mình nhớ share nha. Rồi bây giờ cả nhà mình ơi ghi số điện thoại liền, nhớ gọi số điện thoại này để ủng hộ cho Quỳnh Lập nha. Số điện thoại 0906 617 025, để được tư vấn cặn kẽ hơn. Và đây là dược sĩ sẽ rất là giỏi để mà tư vấn cho cả nhà mình về da của các bạn như thế nào. Bây giờ cả nhà mình ơi Kim Anh lại tặng nữa nha. Nhớ ghi cái số điện thoại nha. Và nhớ là khi Kim Anh tặng quà, cả nhà mình nhận quà thì tự thanh toán phí ship giùm Kim Anh nha. Công ty đã tặng quà rồi thì không có thanh toán phí ship giùm cho cả nhà mình đâu ạ. Trời ơi, bèo ơi em bấm cái chữ tặng giùm chị được không? Chưa một cái ai vỗ tay nè. Rồi, đây. Chữ tặng của Kim Anh nằm ở trên đầu comment của chị Mỹ Huệ. Đây, kiểm tra coi Mỹ Huệ đã share và like chưa. Cả nhà mình nhớ nha, hiện bây giờ cửa hàng thứ 45 trong hệ thống mỹ phẩm Laura Sunshine đã chính thức mở cửa hàng. Cả nhà mình tới cửa hàng liền nha. Số địa chỉ là 106C, khu vực 3, thị trấn Phúc Hòa, tỉnh Long An. 106C, 106C, khu vực 3, thị trấn Phúc Hòa, tỉnh Long An. Đóng cái cửa cho giùm chị coi. Rồi, Mỹ Huệ đã xem chưa? Đến ngày cửa hàng của Lập là 106C, khu vực 3, thị trấn Phúc Hòa, tỉnh Long An nha các bạn. Có chị có Ủy ban thị trấn Phúc
em muốn được nửa hộp hai tặng rồi. Trần Như ơi là Trần Như. Bây giờ hát cái khúc rồi. Là sôi động đấy là. Ơi cả nhà mình. Sôi động không biết vỗ tay. Trời ơi vẫn còn 6.116 người đang coi cái livestream này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và kể từ ngày hôm nay tất cả những cái livestream của Giờ Kim Anh đều sẽ có tặng quà. Vì vậy cho nên cả nhà mình nhớ nha, cứ thấy livestream của Giờ Kim Anh là share để khí thế Giờ Kim Anh nha. Rồi đã share rồi, cảm ơn. Vậy là hộp cuối cùng cũng đã có rồi, có chủ nhân đó chính là. Ủa mới 4 hộp hả? Vậy thêm một hộp nữa nè, hộp cuối cùng nữa nè. Đó, trời ơi giảm cơ 1.450.000 đồng của Kim Anh lận nha. Rồi đây mặt của Pháp được sản xuất tại Pháp luôn. Rồi Trần Như cũng được mà bây giờ tự nhiên em được tặng rồi. Ok vậy vậy là nhường cho Khánh Ly nè. Khánh Ly ở phía dưới của Trần Như nè. Khổ ghê á. Rồi Khánh Ly kiểm tra coi Khánh Ly đã được tặng chưa. Đó, đã share và like chưa. Tại vì Kim Anh tặng xong hộp này Kim Anh phải ra hát rồi. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha. Chút xíu nữa coi cái livestream của Kim Anh nha. Cả nhà mình ơi ủng hộ liền cho Quỳnh Lập. Và Quỳnh Lập là một dược sĩ và mới vừa hoàn thành xong một cái khóa về chăm sóc da. Vì vậy cho nên cả nhà mình liên hệ với Quỳnh Lập liền để được dược sĩ Quỳnh Lập tư vấn da cũng như được soi da miễn phí nha. Rồi đã xe chúc mừng Khánh Ly. Xin chúc mừng tất cả quý khách hàng thân thương của Dược Kim Anh. Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương Dược Kim Anh và ủng hộ cho Dược Kim Anh. Và Kim Anh thì không thể nào tư vấn cho từng người được. Xin lỗi Dương Lê nhiều. Xin lỗi Dương Lê nhiều nha. Nhưng mà thôi nhường cho bạn nha Dương Lê. Chị nhớ là em được tặng 2 hay 3 hộp rồi đó. Rồi và cả nhà mình ơi, nếu mà thương Dược Kim Anh, thương Dược Kim Anh thì hãy ủng hộ cho Dược Kim Anh qua số điện thoại 0906 617 025. Và sẽ trực tiếp dược sĩ Huỳnh Lập. Dược sĩ Huỳnh Lập sẽ tư vấn cho cả nhà mình một cách cặn kẽ và chu đáo hơn. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Và bây giờ thì Kim Anh phải ra sân khấu để hát rồi. Cho nên cả nhà mình theo Kim Anh nha. À thêm nữa cả nhà mình khi mà mua hàng sẽ được Huỳnh Lập tặng rất là nhiều quà tặng ở trong những ngày khai trương như thế này cho cả nhà mình nha. Đi bây giờ. Trước khi đến một bài ca khúc tiếp theo thì cả nhà ơi, cả nhà có số trên tay chưa? Có con số là trên tay chưa? Dạ, và bây giờ đến phần sổ số.
Tìm bao xíu nó sẽ quay trở lại. Xíu nó quay trở lại hả? Quay trở lại nữa không cả nhà ơi? Quay trở lại nữa không ạ? À? Nhưng mà lấy quà đi rồi trở lại nha. Ok. Thank you. Quý vị thân mến, giờ đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình tham gia rút thăm trúng thưởng. Tất cả quý vị đã có trên tay của mình những lá phiếu may mắn được phát ngay từ đầu chương trình hay chưa ạ? Còn quý vị nào chúng ta chưa có phiếu trong tay hay không? Rồi, nếu như tất cả quý vị chúng ta đã có trong tay của mình những lá phiếu rồi, giờ đây quý vị hãy rút lá phiếu của mình ra và chuẩn bị dò con số may mắn của mình nằm trên lá phiếu. Lá phiếu đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời chủ tịch hội đồng quản trị và Nhật Kim Anh sẽ tiến lên sân khấu, sẽ là người rút thăm cho lá phiếu may mắn đầu tiên. Lá phiếu may mắn đầu tiên xin được trân trọng kính mời chủ tịch hội đồng quản trị công ty mỹ phẩm Laura Sensei và Nhật Kim Anh sẽ tiến lên sân khấu, sẽ là người rút thăm lá phiếu may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Lá phiếu số bao nhiêu ạ? Có ai có số bao ạ? Có ai có số bao? 3 Dạ 9 3 9 ai vậy ạ? Trời ơi, bà Chubi chồng của tôi. Phải không? Phải Chubi chồng đúng không? Bà đừng nói bà nhớ lộn nha, 39 hả? Rồi, xin mời em. Quá dễ thương cô bé đó. Dạ, số 39 số may mắn đầu tiên. Rồi, chúc mừng chị. Trời ơi, cú hồn tôi thấy. Ủa sao tưởng cái này có rồi chứ. Ông Lân không có. Rồi số 08 đâu ạ, nhanh chân lên sân khấu ạ. Không đòi hủy ạ. Rồi không có đòi hủy nha. Bóc số khác rồi nha. Nhưng mà bóc số khác nè. Này ra con mấy, con mấy. Ra con mấy đi. Cũng là con số 2. Số 2, số 2 đầu tiên. Ai có? Ai có số 2? Rồi số 8. Nàng cầm số 02 khoan để mình đối chiếu với bạn. Đây em giơ lên cho mọi người coi. Dạ yeah, đúng rồi, chính xác số 02. Rồi. Đây, đó, ít ra mới có cái bịch chứ. Rồi, cảm ơn em, chúc mừng em ha. À và bóc luôn không? Bóc luôn. Rồi bóc luôn. Bóc luôn cho lẹ đi. Bóc luôn cho lẹ cho bà con mình coi cả nhà nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng cho em vào vỗ tay đi. Em ca hồi tắt đường luôn. Dạ. Một số nữa đó là số 3 đầu tiên nè. Số 3 đầu tiên nè. Và số lộc cuối cùng nè. Lộc tức là 6 nè, 36. Ai có số 36 nè? Số 36 thì lên đi nè. Có không nè? Không có, hủy luôn nè. Rồi 36 không có, hủy luôn nha. Rồi thêm nữa nè. Kế bên số 36 là 38 nè. Có không? Ai có không?
7 lên được. Trộn quá trời luôn, có miếng giấy rồi đâu trộn nè. Rồi số 41, đọc cho lẹ. 41 lần 1, 41 lần 2. Rồi, bỏ nha cả nhà. Có không? Có đâu, chui ra liền lẹ lắm. 41, trời ơi. 41 lên, rồi dơ ra. Rồi, 41 chính xác. Rồi, tặng quà hết chưa? Rồi, vậy là 3 món quà lên đường, chúc mừng chị. Rồi, vậy là 3 món quà lên đường. Không ai tặng quà cho em chưa, nãy giờ bóc số của loài mắt. Dạ, rồi em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Cô MC nói là mình có góp vui ca khúc không? Góp vui chứ ơi. Tức là mình vừa bóc số mà mình vừa tự làm MC luôn á. Mình vừa tự bóc số mà mình vừa tự làm MC luôn. Anh chạy từ từ, anh bấm kèn quá làm ta giật mình anh. À, cả nhà mình muốn em hát không ạ? Có không? Có không hả? Có khúc mới đi chị. Hả? Có khúc mới có thành. Mới hại tôi hả? Chưa có thuộc. Hại tôi hả? Lỡ tin ai đó hả? Yes. Yes. Lát về nhà chị hát cho nghe. À, vâng cả nhà mình ơi, nói chung là theo tục lệ thì công ty mỹ phẩm Laura Sunshine là có một bài hát mà nãy giờ cả nhà mình nghe hoài. Và nhà phân phối họ cũng nãy giờ họ cũng nôn nao, họ muốn đi về. Nhưng mà Nhật Kim Anh không cho về. À, vẫn phải ngồi ở dưới và ngồi dưới. Vì vậy cho nên là bây giờ tặng tôi hát xong mới được về nha. Yes. Tôi mà thấy hát chưa xong mà đứng lẫn là muốn đi về là biết thương với tôi nha. À, nói thiệt với cả nhà mình nha, nhớ nguyên dãy thứ hai đó, dãy thứ hai là vợ của Nhật Kim Anh không đó. Dạ, à, trai xinh gái đẹp và trai không có chứ gái gì đầy. Đó, toàn là những cô gái đáng yêu của Nhật Kim Anh không đó. À, và bây giờ thì xin cả nhà mình cho một tràng pháo tay để phần trở lại của Mr. T với ca khúc chủ đề của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, chính là ca khúc Laura Sunshine sắc đẹp của tương lai. Xin mời Mr. T. Ở nhà mình đâu, bạn trai đâu, Laura Sunshine, Laura Sunshine, Laura Sunshine, Laura Sunshine.
nó đè lên, bắt tôi đè lên hoài. Uống uống nhầm cầm của Lorenzai nha. Tôi nặng xương nha, chứ không phải nặng thịt để mà giảm cân. Tôi cũng muốn thường xuyên mà, dạ. Bắt tay. Bắt tay. Dạ. Bắt tay với con. Hồng quá. Chút nữa con ha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô. À, vâng, và bây giờ tiếp theo thì tặng cho cả nhà mình. Cả nhà mình muốn vui hay buồn? Vui. Bây giờ nha, bà con mình nếu mà thương Nhật Kim Anh á, bà con mình đứng xích vô đây đi để mình nhường cái đường phần còn lại cho xe. Tại vì một lỡ mà xe hơi hay là xe lớn mà họ đi ngang đó thì mình bị ảnh hưởng ha. Bà con mình đứng xích vô đây, ở bên trong đây còn quá trời dư luôn nè. Một hồi Kim Anh sẽ hát tới sáng luôn lận. Cho nên bà con mình đứng xích vô đây giùm em cái ha, để cho xe lớn người ta đi đó bà con. Yeah, cảm ơn bà con mình rất nhiều. Và bây giờ thì tặng cho cả nhà mình một ca khúc rất là dễ thương. Cả nhà mình muốn bài gì? Vui hay buồn? Vui. Vui hay buồn? Vui. Vui hả? Vui vậy em hát buồn nha. Tại tâm trạng em nó ngược lắm. Ai mà vui cái là em buồn à? Dạ. Vui, vui thì em buồn thôi. Tại em nói tâm trạng em ngược đó. Bà con mình vui là em buồn. Còn bà con mình buồn thì em vui. Vậy giờ bà con mình muốn vui hay buồn? Buồn thì em hát buồn. Nói vậy thôi. À, tặng cho cả nhà mình một ca khúc. Cả nhà mình có coi bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa không? Có coi bộ phim này không? Thì mình ở ngoài với ở trong khác nhau không? Khác sao? Đẹp hơn hả? Nhờ có Laura Sunshine đó. Bà Thị Bình bà xài Laura Sunshine mà bà trẻ lại đó. Chứ lúc trước mà cả nhà mình coi Thị Bình ở trên phim là coi như tập 4 mấy là bà già chát là phải không? Bà già mà cậu ba nhận đâu ra. Bởi vậy tôi hận quá, có không? Cậu ba ở nhà bởi vì khổ lắm, giờ đi hát kiếm tiền nuôi cậu ba nè. Đi bán mỹ phẩm thấy bà luôn. Đi bán mỹ phẩm nuôi cậu ba đó. Nói giỡn vậy thôi. À, bây giờ cả nhà mình tặng cho cả nhà mình một ca khúc nằm trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa. Được không ạ? Ca khúc được mang tên Sóng Gió Đời Em. Tặng cả nhà mình nha. Tặng cho cả nhà mình. Và cả nhà mình nhớ giùm Kim Anh nha. Cửa hàng thứ 45 trong hệ thống mỹ phẩm Laura Sunshine ở tại số 106C khu vực 3 thị trấn Đức Hòa, Long An là của Nhật Kim Anh. Và Quỳnh Đồng là người đại diện. Cả nhà mình nhớ ủng hộ nha. Thank you.
đầu của mọi người. Sóng gió đời em nằm trong bộ phim Tiếng sét trong mưa vừa qua. Và bây giờ thì tặng cả nhà mình một ca khúc nữa nha. Bây giờ xin mời tất cả những tình yêu của tôi lên sân khấu nè. Okay. Hát bài kết thúc. Ok. Xin mời Yubi Trần, Ca Đi Trương, Kim Diên, Nguyễn An, bạn gì nữa quên rồi. Bạn Nhung Nhung. Nhung xin mời lên sân khấu, xin mời Ngọc với lại bé đẹp luôn nè. Ôi. Bé đẹp Thảo Trang nè. Ê, đi ơi đi. Đi đâu rồi?
Cảm ơn các nhà phân phối Kim Duyên, Chubby, Nguyễn An. Cảm ơn chị. Vũ đoàn ATC. Wow. Vâng, và có thể nói là ca khúc này cũng nói là lời tạm biệt của Nhật Kim Anh. Và hiện bây giờ Kim Anh sẽ bước vào bên trong và cửa hàng chính thức khai trương. Và những ai muốn yêu thương Nhật Kim Anh, cầu ủng hộ hoặc là chụp hình với Nhật Kim Anh thì vào bên trong cửa hàng nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Một đêm thật vui.